Ăn gì bác ba? Không mời. Đói hả? Đói rồi. À, buổi trưa ngày hôm nay mấy anh em có mình đi cho tiền hoàn cảnh đó. Ngày trưa nắng quá trời, đói bụng nữa, ghé quán uống nước này ăn miếng bánh mì để mà đi tiếp. Chơi sắc vậy ngon hơn. Đó, mẹ nó bỏ nó thì sao? Mẹ nó bỏ nó nè. Dạ đâu. Mẹ nó bỏ nó với cha nó đi mất tiêu tới giờ luôn, biết chết sống ở đâu. Mình tin giờ có chậm khác. Tết nay mẹ con có về ăn Tết không Hân? Dạ mẹ có về bữa mùng 1, giấc sáng và giấc chiều mẹ đi. Là Tết nay mẹ về có được có ngày một hả? Con bé này là cậu thứ mấy? Bữa đó con nói là con thứ mấy trong gia đình chú quên rồi. Vậy là thêm một người anh thứ hai nữa hả? Anh thứ hai giờ đi làm ở đâu rồi? Ở đây gió quá trời quá đất luôn. Ông em đi nhà đi. Để nhầm. Nói chuyện đó. Nói làm sao? Thì nó ư e với mẹ nó đó, mày hỏi nó bắt rẻ đâu hoài mày.
Nó ư e thì nó ư e, nói chuyện em đâu có nghe nó nói chuyện đâu mà nói chuyện. Mày là khoái thuốc vắng hả? Trời ơi, hút chơi vậy mà con già đây lưỡi hút cũng ngon rồi. Mà đó ngoại nó hút này trong rồi. Đó đi tôi quên ghét rồi. Ghét thì tự nhiên làm có hút. Còn nhỏ tuổi làm giấy khai sinh từ nhỏ làm được. Chưa con không có biết là có làm được không? Làm được chứ. Mà con có giấy chứng minh chưa? Dạ có, con có giấy căn cước rồi mà con sợ không ấy, sợ không biết làm được không? Được bình thường. Bữa nào kêu bà ngoại đi làm đi. Bây giờ con muốn làm cái vừa cho nhỏ mà không con sợ làm không được. Được, giấy là khai sinh thì làm bình thường, lên xã mình nói. Đi làm sớm rồi chú ơi, để có giấy khai sinh đi chích ngừa cho bé rồi đó. Thì cũng có một số anh khán giả đó thì tính nhận bé làm cha đó, thì con có chịu không? Dạ. Mà lý do làm sao con không chịu? Nhận cha rồi nữa này kia hiểu lầm hay là này kia khó đó. Bé không có cha để vậy thôi cho nó khỏi ấy không? Mấy cái anh khán giả đó nói là tính nhận bé là làm con đó, rồi nuôi con luôn á. Dạ. Con không chịu ha. Dạ là con tính ở như vậy là nuôi con thôi. Thì con có dự định đó là khi con được bao nhiêu tuổi rồi mới có người mới không? Nếu con phải đợi con 8-9 tuổi thì cho nó biết rồi nó đi học này kia còn tính nữa. Bây giờ mình không biết được. À, nói chuyện đó. Không có một số anh khán giả nó gọi điện cho em á, nói là muốn nhận cháu Hân với lại bé này á, là nuôi luôn, nuôi mẹ lẫn con luôn. Đúng hả? Hân nó không chịu, nó còn nhỏ quá mà mới có 14 tuổi mà Tết hôm nay 15 tuổi hả? Một lần thôi, không có lần. Sợ rồi. Mấy Hân nó nói là bị gạt lần thứ nhất thôi chứ không có bị gạt lần thứ hai kìa. Gạt một lần một là ta sợ muốn chết rồi. Đây dắt vô ngủ đã lắm. Nó nói chuyện với mẹ nó đó. Bây giờ con biết được nhiều cách để mà chăm sóc cho bé chưa? Biết cũng sơ sơ rồi, chưa biết hết. Bà ngoại có chỉ thêm không? Dạ có. Tính đắp cho cháu ngủ rồi hả? Giờ lấy mền sẵn rồi. Cậu này thương cháu dữ à. Thương không biết sao tối ngày lại gần nhỏ đời nói cậu cắn cu con à. Vậy đó hả? Gì vậy? Gì vậy? Giỡn hả? Nó nói giỡn mà. Nó biết đắp luôn. Con thương cháu nhiều không? Ừ. Lý do sao con thương? Tại thương thôi. Tại thương thôi, không biết lý do ha. Con câu ác thì con câu trả lời không được. Con câu trả lời không được luôn. Tại thương thôi chứ đâu biết lý do đâu. Tại con nít chết không biết. Mà thường ngày con có đi học không? Từ nhỏ tới lớn không có đi học luôn hả? Dạ có đi học rồi,
rồi xong rồi nửa năm đó, cái mẹ đi làm đó, rồi cái ở nhà ổng ai đưa rồi nghỉ. Hồi đó học được lớp mấy? Dạ lớp 1 không ạ. Học mới lớp 1 nửa năm mà dạ, nghỉ tới giờ luôn. Năm nào cũng vậy, học được nửa năm cái người này đi làm cái bỏ nhà. Rồi ông ngoại thì ông bị bệnh hoài họ đưa không được, cái nghỉ tính năm sau cho đi học lại. Muốn nói chuyện nữa. Chơi không quạo nghe nha. Anh đợi ẩm thì sao á? Đợi ẩm á. Đi nằm lâu rồi đợi ẩm. Không uống rồi. Nó còn ẩm lên thử nó chịu không? Cho bú rồi để xa nó ra, đừng ẩm tay nó lớn lên nó quen hơi. Nó ngủ nhiều khi nó chùm, nó lạnh cái nó chùm mà nó chùm đó luôn. Nó mít ngoại nó thấy nhiều khi nó chùm cái ngu nhỏ trong đó, tôi thấy thì thằng này còn nhúc nhích nhích vậy. Chắc là chán anh nó ngủ vậy. Ôi cái chùm bé luôn hả? Dạ bữa con ngủ quên mà con đẩy xa lắm. Không biết sao cái đầu á tự nhiên đạp lại nó trồi lại cái đầu lụng cái lưng con không hay. Rồi chùm... cái con chùm mền cái lỡ chùm cái đầu nhỏ luôn. Chùm vậy là ngợp em đó nha. Ngợp á, 31 chùm có đắp á, lạnh á, anh chùm để ý. Mình có lần sao bây giờ con để ý nên hết vậy. Chùm đắp em đi, đừng đắp bít đầu nó ngợp á. Rồi không giờ rồi đó, 4 giờ mấy rồi. Tại lúc đó lạnh quá rồi, con không có thường con để nó xa nó không có quay lại. Hôm nay nó ấy vô, nó đạp vô tới... Mình không hay á hả? Nó bỏ gối, nó lớn rồi nó bỏ gối, nó đắp lá đắp ngồi vô sát của mình luôn à. À, nghe chú dặn nè, cho bú xong để xa nghe, đừng để gần, gần nữa lớn lên nó quen hơi rồi không đi mần bụng được nó khóc. Dạ con để xa không mà, con mới sao tối là nó trời vô mần con. Con để, bữa con không biết con để xét ở ngoài mé giường luôn á, mà hồi con nằm xuống trong tường mà nó vẫn bò vô con được. Nó không có khi đói không? Khi đói nó bò vô nó kiếm sữa dạ, không, nó uống không? Vậy nó không có đói, nó bò vô cái nó nằm ngủ. Em nói em từ từ lấy ra từ từ. Ôi, sao vậy? Nhìn giống cha. Ủa, cha đâu rồi? Cha đi đâu rồi? Cậu ngủ nha. Giống anh hai hả? À, nửa con lớn á, con có làm phụ nuôi cháu không? Có. Có hả? À, nửa con tính làm công việc gì? Cũng chưa biết trước hả? Trả lời chính xác. Mà giờ mình có tưởng tượng là nữa mình làm công việc gì để mình kiếm tiền nuôi cháu không? Con làm bác sĩ cứu người á. Ờ, ước mơ con là nữa làm bác sĩ cứu người hả? Ừ. Con mơ cao quá con. Ờ, muốn bây giờ muốn làm bác sĩ thì phải đi học cho giỏi nha. Dạ. Mày có thích đi học không? Không thích. Thích đi học mà không có ai đưa đi học. Bây giờ con có biết chữ không? Biết đỡ đỡ à. Bây giờ thì bé ở với cha mà tối ngày nhưng mà ở bên nhà ông bà ngoại không à. Bây giờ cha có ở nhà không? Dạ có. Mà con học được lớp mấy rồi? Mà biết viết chữ được nhiều chưa? Lớp 2 hả? Tôi học lớp 1 á, đường tăng bỏ lên tăng tới chừng 2 nha. Rồi khi nó tập rộng ra trên đường tăng để khắn. Ừ. Ở đây thì chồng có một mình tu rồi, bị con cháu đông quá. Con hết nổi luôn. Mà cái nhà đó giờ to giờ cũng nhiều tiền lắm. Dạ. Vậy thôi chú nghỉ đi con về chú. Dạ.
Vậy là có mới xây rồi mà chưa tô? Mười mấy năm rồi. Xây mười mấy năm rồi, đâu có khả năng đồ tô. 34 năm rồi vậy. Mùng ngủ rồi đó.